Người ơi, mọi người có tin có một con vật mà có khả năng biến hóa màu sắc ở trong nước đá không mọi người? Không tin nhưng mà cho đến khi mình chơi trò này thì mình phải tin đấy. Thì chúng ta cùng khám phá trò chơi Monster. Đây là một trong những cái trò chơi mà mình rất là mê luôn. Tiên đập hộp ra là một cây ice cream. Trời ơi, to xỉu luôn ý. Và có kèm theo một cái cào, một cái dao nè. Hay là mở ra để xem là bên trong có gì. Ô, các bạn ơi, một miếng thạch các bạn ạ. Trời ơi, hết sảy hết sảy. Mình dùng cái nào để mà có thể nào ra. Trời ơi, trông như những sợi bún bằng thạch. Sướng tay kinh khủng luôn. Đây là một trong những cái trò mà mình thề luôn. Chắc chắn các bé sẽ rất là thích. Bởi vì lúc mà nào những cái thạch như thế này này, cảm giác nó sướng tay y như là thạch để mà mình ăn ấy các bạn ạ. Chả khác gì. Thì cố tìm kiếm xem ở trong những cái thạch này có gì. À, có một cái gì đấy. Thì ra là có một cái khuôn ngôi sao các bạn ơi. À, thích phết. Tiếp tục lại tìm nào. Xem là có cái gì nữa không. Cuối cùng để xem là còn có cái gì sót lại ở trong không. Hình như là còn nè. Wow, đây là hình gì? Hình một bông hoa các bạn ạ. Trời ơi, cuối cùng thì lại thêm một hình nữa. À, thích phết luôn đấy. Thề. Đã được gọi là minh chiêu linh chưa các bạn? Ẩn sâu trong lớp thạch đấy thì chúng ta có một cái gói màu tím tím. Và bây giờ thì dùng cái khuôn nghịch thêm một tí xíu nữa trước khi khám phá cái gói này nha. Let's go. Bây giờ thì mở cái gói này ra và có một con monster ở đằng trong. Lưu ý với các bạn là con này sẽ ngâm vào trong nước, nhưng ngâm mãi thì nó vẫn không đổi màu. Thì ra là phải ngâm trong nước đá các bạn ạ. Và cuối cùng thì mình đã cho vào trong tủ lạnh để khoảng tầm 10 phút. 10 phút lấy ra thì bật mí với các bạn là nó đã đổi màu các bạn ạ. Và cái đổi màu của nó thật là thú vị. Ở đằng sau lưng của nó có một cái hình rồng rất là đáng sợ luôn, một bộ xương.